hỏi bây giờ uống riêu để lâu nó ngon, nấu mà đừng cho nó hư, để lâu nó ngon, rồi để trong tủ lạnh rồi. Chứ mấy lục bốn Giờ này không cần mua bánh mì nữa phải không ạ? hôm qua đi mua bánh mì, tự nhiên mua bánh mì tét cái bơ đậu phộng á, Bánh mì vuông vuông á, bánh mì hả, vuông hay không, dài? bánh mì sandwich á, À vâng, bánh mì vuông, cái đó là sandwich là vuông. rồi cái mua mà thôi đó, lỡ có mình ăn thì thôi mua nó ngon ngon chút, mua loại 2 đồng mấy đó, Vâng, có, vẫn nó mua chứ. có mè có đậu rồi trong đó đó, về ăn lắm, làm 3 miếng cuối cùng ăn có 1 miếng rưỡi à. À để mua chưa? Mua đầu ra có 1 miếng rưỡi à, làm như chắc là gần đất xa trời rồi sao á, cứ từ từ bánh mì vậy đằng này mà tét mua đậu phộng để ăn cho nó đã, còn 5 6 miếng á Thế cả mà hả? không ăn 1 miếng rưỡi à. Lấy 3 miếng ra ăn có 1 miếng rưỡi à, thì qua đâu có cơm À về ăn đó luôn á. thì ăn có 1 miếng rưỡi thôi. Thế là thầy thèm lắm đó hả? Nghĩ là thèm nó, nghĩ không ông phải đầu người không đó phải chưa? không phải thèm, tại tôi thấy bánh mì nói thôi về cái đúng ra ăn đậu phộng, ăn bơ đậu phộng nhiều thì nó mập, nhưng mà lâu lâu mình cũng ăn không sao, chứ không phải ăn mỗi ngày phải không, mà đằng nào cũng ăn thôi, ăn ăn cho đã vậy đó, Trời ơi. lấy 3 miếng ra tính là 3 miếng là tới trên bụng đang hồi chắc là không đủ, chắc nước thêm 2 miếng nữa ai về rồi ăn 1 miếng rưỡi hết ăn nổi không hết 2 miếng. Đó, từ từ khi cái bao tử thầy nó teo lại đó thầy. Có thể từ từ nó teo Bởi lại vì đó. nó kẹt là uống thuốc nó sót ruột á, cho nên Dạ. rồi cái hồi qua chăm chăm mình trà rồi à, là ông có uống đâu, ôi ăn mình qua uống cam á, chiều mình trà tiếc quá lấy nước đá bỏ vô chơi nguyên mình trà nó đậm á, Nước đói cam ruột chứ hôm qua thầy cho con uống nước cam thì nó hả? uống mình trà thì nó có mình trà nó dư lại, cái chiều Vâng. cái tiếc đi lấy nước đá nóng đó, nước đá rồi mà, bỏ nước đá cục vô rồi mình trà chế vô rồi quất hết 1 ly rồi tối khỏi ngủ. Vì qua thầy tâm trà bắt ra, trà bắt Đó, mà đó là do thầy uống trà nhiều quá, thầy không quen uống mà, thầy chỉ uống buổi sáng thôi. Buổi tối thầy đừng có bỏ uống. uống, bởi vì cứ nghĩ cái đồ thì có đàn na tính thế bỏ uống làm nó mất. Nấu thầy cất ở tủ lạnh cũng được vậy. Tối cái nói chuyện chơi con Kim Anh hồi hồi cái thấy trời ơi 11 giờ rưỡi rồi, con Anh ơi thôi tôi ngủ, mà nói ngủ ngủ được đâu, vô nằm tới 2 giờ mới ngủ, thôi dậy bật máy lên viết giáo án Hôm nay thầy giảng hả? giảng rồi giảng giảng nay giảng xong 2 chữ địa tạng rồi bắt đầu tuần sau là vô kinh đó, đầu giảng 3 kỳ mới hết 2 chữ địa tạng, Nè, ba tiếng thầy đồng có vẻ hồ động não lắm chứ. động não ghê lắm, cho nên Đều não hồi lắm nãy chứ giảng thầy. xong rồi ai nhắn tin nó thiệt trả lời lại câu là quá mệt, bởi vì làm cái bằng cái não mà không biết làm nhớ từng cái chữ để mà phân tích ra, chứ đâu phải tự nhiên nó có sẵn, bởi vì từ cái chữ này nó bắt qua chữ kia, Vâng. thí dụ như á cái bài á sư ông cái tịnh dịch á thì nó nghe đơn giản, thí dụ sư ông nè cái câu đầu hổm là tôi nói rồi nó qua đi, bắt đầu tự câu là cõi nước phương Nam nổi mây thơm rưới hương rưới hoa hoa dần vũ, mây sinh mưa báo số khôn lường, lành tốt trang nghiêm cảnh dị thường, người trời bạch Phật nhân vì thế, Phật rằng địa tạng đó thiên đường. Nghe đó đọc nghe qua thì cứ tưởng đến giờ tôi ông hỏi tự nhiên sao bên ngoài nó có chuyện gì mưa gió nổi lên, rồi có người hỏi chuyện gì vậy thì ông nghe ông ồn cứ hỏi chuyện gì vậy, thế nào ông địa tạng tới nghe thì tưởng đâu vậy phải không, nhưng nó phải vậy, nếu mà nó như vậy thì không gọi là quyền thừa đó, cho nên nó là cõi nước phương Nam nổi mây thơm mà nó dính tới tứ châu thiên hạ, Nam Thiện Bộ Châu, Tây Ngưu Quá Châu, Bắc Cô Lô Châu, Đông Thắng Thần Châu rồi nọ, mà mai là không có phân tích qua cái kia đó. Thế thì chữ Nam Phương này nó biểu trưng cho cái thế giới ta bà. Thế giới ta bà này nó mới có con người, nó mới có cái tâm. Không có người sao có tâm không thấy không? Đó, Nam Phương nổi mây báo, mưa báo, rồi hoa báo. Tại sao mà Nam Phương này tự nhiên cái nó nổi đùng đùng ba cái thứ báo này, chân thiện mỹ, rồi suy nghĩ nát cái đầu đó, rốt cuộc mới tra, tôi tra từ điển tra, không biết ngồi mà tra hết sách này tới sách nọ, chứ tự nhiên làm sao giải thích như giảng giới định tuệ á, nó cũng không trúng đó, tại sao mà cái tâm thì giới định tuệ thì nó thuộc cái gọi là tam vô lậu học rồi, mà tại sao mà rưới hương rưới hoa hoa vần vũ
mây sinh mưa báo số khôn lường, mưa qua mà rải. Vậy đó ông tưởng tượng giống như hồi xưa ông vua hay các ông tướng đi mà rải qua, đằng này nó ông Địa Tạng đi rải qua thì hỏi ông còn gì Phật pháp, tưởng đâu như vậy thì ông Địa Tạng là thần thánh rồi. Trời tôi tra bao nhiêu cái bản dịch từ của sư ông Tuyên Hóa, của các vị dịch rồi phân tích rồi phun gọi là chú thích này kia nọ. Tôi nói trời, nó ra tôi nói tôi mừng hết sức, tôi rồi đúng rồi, mình cũng nghĩ cái chữ đó thiệt, không có mưa nào, không có mây nào, không có hoa nào báo bằng chân thiện mỹ đó. Tại cái tâm con người mà nó đang nói tâm Địa Tạng là tâm mà, cho nên mây sinh mưa báo số khôn lường, mà chỉ có chân thiện mỹ nó mới lành tốt, nó mới trang nghiêm mà nó khác thường. Tới thế giới ta bà này, thế giới ta bà này là ngũ trược ác thế, là ô trược, là quế độ. Mà bây giờ tại sao Địa Tạng đến thì tự nhiên ba cái này nó thay đổi hết, phải không? Rồi thứ nhất, thứ hai nữa đó là trời người bạch Phật nhân gì thế, là thiên nhân hổ Phật, có nghĩa là trời người hỏi Phật cái nhân gì được như vậy, thì nó là Phật nó là do Địa Tạng tới. Thì Địa Tạng nào tới là cái tâm nó nổi lên, cái tâm nó sống lại. Mà bây giờ đó, nếu như á, cái tâm thức á, Phật cái chữ thức là thức cũng là tâm, mà tâm cũng là thức, mà khi cái tâm nó phân biệt thì gọi là thức, mà khi cái tâm nó suy tư duy để vắng lặng, tư duy để trở về cái trạng thái tĩnh lặng thì nó mới gọi là chân tâm. Thế thì bây giờ chân tâm tới thì hổ Phật cái gì đó, Phật nói là Địa Tạng tới là chân tâm tới. Khi chân tâm nó nổi lên thì coi như hoa báo nó tươi đẹp sắc màu, thì mới ổng mới là xứng đáng cái gọi là giáo chủ, là đại từ đại bi. Cho nên ví dụ như mới phân tích ra tại sao làm từ thiện đó, giờ nó từ thiện cái đâu nó bi thiện đâu, phải không? Có thấy rõ không? Đâu có nói từ bi thiện, mà từ á là ban vui, mà bi là cứu khổ đó. Thành ra hồi đó giờ ông làm từ thiện ông chỉ ban vui chứ đâu cứu khổ được, cứu ngặt được, thậm chí cứu nghèo chứ đâu cứu khổ được, thấy chưa? Cuối cùng á, ai là người cứu khổ, ai là người ban vui? Không ai có quyền năng đó hết trơn, chỉ có cái tâm địa thôi. Không phải chưa, trời ơi, suy nghĩ vừa viết luận, vừa chú thích, vừa... Thành ra tôi ngủ mới, 2 giờ rưỡi tôi mới ngủ cái rồi, 4 rưỡi dậy rồi. Vậy thì ngủ, tính ngủ lại mà ngủ cũng không được nữa. Nó thôi rồi đi ra hái ớt. Hái ớt mà sau sáng nay thì nó không có mũi, mà nó nóng thôi. Hái ớt mà tôi chệ cái khăn lên đầu nè, mà tôi vắt 3 lần nước. Nóng vậy đó, biết cách rồi. Mà bóng nó nóng để lại cái khăn nó đỡ lắm, để nó rút cái nước lên á. Dạ. Cho nên cái kinh Địa Tạng tuyệt vời quá. Rồi ra thôi, tôi giảng xong là tôi nói thiệt á, tôi nói trời, giảng rồi á mà mình ngã ra mình có viên mãn, mình cũng hãnh diện, mình cũng mừng nữa. Thì rồi có cái ông nào mới gửi cái bài thơ thiệt tội nghiệp, ông gửi mà thấy ông gửi ông nhắn ông biểu ông nói là nhờ mấy em nó tiễn nè, đọc cái thơ tội nghiệp, chắc là cái người này cũng dân không phải là vừa nha, trí thức à. Nào ông đạo ông ông nói là đặt cái tên Quan Hỷ vài lời gửi tặng thầy Thích Thiện Tài Bất Dị Pháp Sư, là ông đặt 8 chữ, 7 chữ đó. Thích là trưởng tử Đức Như Lai, thiện là truyền chánh pháp, há tiếng tai mà không sợ tiếng tai đó, há là chẳng sợ đó. Tài rằng ngôn thuyết dẫn hộ lai, bất chấp thị phi nói như thị, dị sư dị tướng bất dị tâm. Mình xấu, tôi thường nói tôi dị tướng đó. Dị sư dị tướng bất dị tâm, pháp liễu đại thừa tâm bất nhị, sư bất dị phá trị tà lai. Quan Hỷ, Quan Hỷ, nếu hữu duyên nhờ các đạo hữu chuyển về lời đến thầy, Quan Hỷ, Quan Hỷ tri ân thầy. Tôi mừng nó chứ, giảng mà được cái người
trí thức họ nghe mừng lắm. Trời ơi, tôi giảng tới đâu các vị nghe người ta comment cho tôi thấy nó vui là tao trả bài đó. Giờ tôi bắt hay tôi giảng là trả bài đó. Bởi vì học từng chữ mà trả rất rõ chứ không phải mà trả kiểu mà bắt ấy đâu. Ví dụ như nói tâm địa, nói tam giới chi trung, dĩ tâm di chủ, là trong tam giới lấy tâm làm chủ. Năng quán tâm giả cứu cánh giải thoát, bất năng quán giả cứu cánh trầm luân. Nhiều nó thôi đủ hai chữ tâm địa đó, thấy không? Trong tam giới lấy tâm là chủ. Người nào thấy quán chiếu được cái tâm thì người đó giải thoát, mà không quán chiếu được, không thấy được cái tâm là trầm luân. Quá đúng như lời Phật nói, không có chỗ nào mà mình nghi ngờ đó, thấy không? Nếu ông không thấy cái tâm ông thì ông chui vô địa ngục là quỷ súc sanh ngủ mê rồi. Còn ông thấy cái tâm thì ông hiển lộ ra làm trời, làm người, thương gian, như giác, Bồ Tát, Phật. Năng quán tâm giả thì cứu cánh giải thoát. Anh thấy được cái tâm anh là chắc chắn anh đi trên cái lộ trình giải thoát. Đúng như vậy. Mà bất năng quán giả cứu cánh trầm luân. Nhìn nó đơn giản lắm, thầy sẽ nói ra đơn giản lắm. Mấy, chúng sanh chi tâm du như đại địa. Là cái tâm của chúng sanh nó dí như đất vậy, chúng sanh chi tâm. Tâm chúng sanh, tâm của chúng sanh nó du như đại địa, du là dí như do như đại địa thay giờ là ví dụ đó. Ngũ cốc ngũ quả tùng đại địa sanh, đó là năm thứ thảo mộc đều từ đất mà sanh hết. Cho tới ngũ thú thiền ác bắt đầu mới đói nghe, bên đây ngũ cốc ngũ quả, bên đây ngũ thú thiền ác, hữu học vô học, độc giác Bồ Tát, cho nên cặp ư Như Lai. Đó, cho từ cái bậc ngũ thú là năm cõi trời, người, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, không đó Atula nghe, nó lục đạo với Atula. Còn ngũ thú là năm cõi, bởi phân tích ông ấy những cái này đó là thật ra ngày xưa tôi nói thiệt là tôi nhà sư ông Tự Thông á, ông dạy kỹ lắm, chứ đừng nói lơ bơ là thú tụi đâu con thú, phải không? Thay vì con người mình như tích hợp gọi là sát thủ thú nè, chứ không gọi là con người nha, sát thủ thú. Rồi đó là ngũ thú thiện ác, hữu học vô học, cái bậc ngũ thú đó, ngũ cõi năm cõi đó gọi là ngũ thú tập cơ địa đó, thiện hay là ác, hữu học hay vô học, cho tới thinh văn, duyên giác, Bồ Tát, tới Phật Như Lai cũng từ tâm mà ra hết đó. Tâm anh muốn như nào là nó chuyển thế đó. Và cuối cùng cho nên vì vậy mà là tâm danh vi địa, tâm như đại địa, thầy ơi. Không, cái tâm danh vi địa, cái tâm lấy cái tâm tên là địa, tên là đất đó, chứ tâm như đại địa gì. Đã nói là đại địa là từ đại địa mà sanh, đã nói rồi. Còn cái câu cuối cùng là tâm danh di địa, cái tâm nó mang cái tên là đất đó, danh là tên đó. Còn đại địa thì nó sanh ra ngũ cốc ngũ quả, thì tâm nó sanh ra ngũ thú thiện ác, nó sanh ra bậc Như Lai, bậc giác ngộ thôi. Rồi á, tại sao mà ông Địa Tạng á, ông không phải là ông Bồ Tát thường đâu. Ông là mười phương chư Phật đều khen ngợi, mười phương ba đời Bồ Tát đồng quy y, ghê chưa? Câu không phải vừa mà vậy mà chơi dám đem ra cho ông giữ nghĩa trang nghĩa địa, giữ nhà cốt. Trời ơi, giả tới đâu cũng sôi sục bộ này, ráng dằn dữ lắm, dằn dữ lắm rồi nè, dằn dữ lắm rồi, dằn. Thôi kệ, ai làm sai rồi đó tội đi, tôi cũng bớt lại đi chứ. Thôi nói hoài mình thêm cái cũng không được, cũng chúng sanh nó dậy rồi mình nói nó ghét thêm chứ làm cái gì. Đó là tôi nghĩ tôi kẹt lắm, khi nào tôi dằn không được tôi mới nói, giờ tôi không nói nữa. Nói vậy nhưng mà kêu gọi mấy thầy trẻ ráng học, bởi vì nó quan trọng lắm, học cho đàng hoàng để nói chuyện cho Phật tử nó nghe, nó có lề lối giúp cho người ta ra khỏi cái con đường u mê quan tưởng. Mà biết mấy thầy có chịu học không chứ không đó. Bây giờ mà Phật tử đi vô chùa hỏi với thầy coi dạng pháp nó dạng gì đó, tự nhiên quên, đang nói ngang quên mất tiêu rồi đó. Tam giới di tâm, dạng pháp di thức, thử mấy thầy giải thích coi đúng không, cái gì là tâm, gì là thức, như nãy tôi nói đó.
hay là nói nhật nhật nhân nhật liệu tri tâm tâm thế nhất thiết Phật ưng quán pháp vô tánh nhất thiết duy tâm tạo, và tâm là tâm nào? Nó nói ra 16 thứ tâm mà trong đó gom lại là hai thứ tâm là chân tâm và vọng tâm. Nó tâm nào? Nhục đoàn tâm là trái tim, không lẽ tâm là nhục đoàn tâm là trái tim hay sao? Tâm nào? Trời ơi, cho nên cả đời của tôi mang một cái lý tưởng, nhiều khi nói thiệt là hữu, giờ tôi thấy tôi bằng lòng mà thôi kệ, giờ cứ đường mình đi thôi, chứ giờ không có sợ gì nữa. Trên ai thương thì cũng thương rồi, ai quý cũng quý rồi, ai đang học đạo với mình cũng theo rồi, giờ không có sợ nữa. Trên thành ra nghĩ cuộc đời nó xanh xanh diệt diệt, biết bao nhiêu người bỏ tôi ra đi, cũng biết bao nhiêu người ở lại, cũng biết bao nhiêu người đến. Thành ra cho nên ông thiền sư cũng đi ngang cái sân ga, ông ngộ, ông đặt bốn câu thơ à. Nơi đây trừ nơi đây, kẻ đến rồi chia tay, người đi cùng ở lại, hội ngộ nhau chốn này. Thì cứ tính ra đó, dường như hai ba ngày là thấy trên Facebook là những người bạn mình có người thân chết. Họ có người thân chết thì họ để cái hình đen đó, hoặc họ nói họ chia sẻ đau buồn. Cứ là hầu như không hai ba ngày nữa, ngày nào cũng có người chết, là những người bạn trên Facebook đó nha, là những người thân với những người bạn. Rồi cũng có người ta không thích mình, cái cách giảng mình ta ra đi. Rồi cũng có người ta xin làm bạn, ví dụ như thành ra cuộc đời tôi thấy nó gọi là xanh xanh diệt diệt, nó vô cùng vô tận vậy thôi. Đó thấy không? Tôi thấy rõ đó, thấy không? Mà tiên thai, tiết thai ra, bây giờ mà tôi nói á, những người đạo khác đạo mà họ quý mình đó, thì mai mốt đây nó chụp lại mũ, nó coi chừng ngoại đạo suối để mình chửi nội đạo nữa. Nhưng mà thật sự cuối cùng tại sao những người đạo Chúa, đạo tinh lành, đạo hòa hảo mà lại họ nghe được đạo họ, không phải họ gửi tiền cúng dường mình mà mình khen họ, mà họ nghe được, họ quan hỷ, họ có hạnh phúc. Còn nội đạo á, thì lại chơi nhau, nhất là thầy chùa. Tôi nói mấy biết đích lai tao là thầy chùa không? Bởi vì đụng tới đầu con của mấy trẻ đó, tôi nói tôi biết là. Chứ còn á, bởi vì thứ nhất là tôi không đụng tới cái đạo khác thì đòi đâu có đích lai tôi là một. Thứ hai nữa giờ tôi không đụng tới chính trị thì không, chính trị cũng nhả tôi ra là đâu có nớ vô làm chi mà đích lai tôi. Thứ ba nữa Phật tử trên chánh đâu đích lai, chỉ có mấy nhỏ nó mê thầy chùa đó, bà vợ cũng mấy ông thầy chùa chứ mấy ông thầy chùa đích lai tôi à. Chứ mà nó làm có lợi. Ông ví dụ như 50 người hay là 20 người đó, 20 người ta like, tôi thích. Có người hay người rất like làm gì tôi. Hồi xưa có thời mà tôi đụng tới vụ mấy cái chuyện thị phi đâu biết không. 70 người rất like, 5-30 người like à. Vậy mà tôi nó không đánh tôi gục được cái đường đó chứ bây giờ. Mắc cười đó. Đừng nói thôi, nói thì mắc cười. Lâu lâu cũng có người vô. Giống như bữa bà cụ Linda đó, bữa bà vậy thì mình quay phim thì mình cũng cười chứ Mỹ làm gì. Vô thầy chùa cà chết, người ta bệnh vậy mà không lợi giúp ta, cười bộ vui lắm. Trong khi mình đem bà về mình nuôi bắt mới thì mình vui, tại tàn tôi hay cười. Hay cười là mình vui là ở Mỹ có chuyện gì cái là xe cấp cứu nó tới nó săn sóc. Ý mình cười là mình cười cái cách làm việc mình thấy nó vui vậy không. Ý cũng vô nó chửi mình. Ok rồi, con cảm ơn thầy nha. Con đi làm nha. Thôi ba khỏi mua gì, đồ ăn còn nhiều. Nó ráng ăn. Thầy có khách gì không hay gì có mình con với thầy thôi. Không có khách gì đâu, mai là chùa ta làm lễ các chùa ta mai. Không, người ta mới ghé thầy. Ta mai du lan thắng lợi mà ông ghé tôi chi. Tôi sợ tôi biểu tượng ghé bệnh mùa này mùa dịch bệnh đừng ghé biết ông nghe ông đi đâu ông kỹ là cẩn thận dùng ông cứ quên ông kéo cái mát qua đâu đeo con corona lại cho tôi sợ lắm. Tôi sợ không đi ông thấy không, tôi đi chợ nó rầu lắm á, đi là chỗ nào tôi cũng rửa tay rồi cho tôi lấy cái giấy mà nó có cồn á, tôi chà vô cái xe đó tôi mới dám đẩy chứ ông tưởng hết trời ơi. Nó đâu có biết đâu, đó giờ cảnh thận nó dính cái rồi mắc công lại. Thầy vừa dạy con vạn pháp duy thức ấy. Tất cả đều cho có thức thầy đồ, không ấy chứ. Đồ nó còn nó nào bây giờ là ai nó tới tao tôi lúc này tôi cũng sợ nữa. Bên hao quay,
Trời ơi, nó giờ nó quá trời bệnh rồi. Hôm qua với cô qua nó trời bên bệnh, đâu có bao nhiêu người có nghe nó con trăm mấy mà giờ nó lên mấy ngàn rồi. Bị gì súng nha, đi qua du lịch qua, này. Qua du lịch nhiều lắm. Chết cha rồi, ông sĩ đi về đi, có gì đang đầu nữa là thầy ơi, tôi sợ luôn. Đừng có ai tới thăm tôi lúc này. Không có sợ chết, mà sợ vụ nó bắt vô nằm bệnh viện, thấy mồm nữa. Thôi. Cái sức thầy do sao nên né được ơi. Cho này né. Cô